Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị, kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thì Cảm nhận cuộc sống đang có mặt ở bên Bảy Sào Mỹ Xuyên quý vị, để mình đi chùa Bà đó, để xem bà con đi thắp hương ở chùa Bà hái lộc đầu năm có đông vui không. Thì Cảm nhận cuộc sống đang đi trên đường này là đường Lê Lợi quý vị, đường Lê Lợi của Mỹ Xuyên. Đây, trước mặt của mình các quý vị, đó là chợ Mỹ Xuyên, trung tâm Bảy Sào Mỹ Xuyên. Bà con đi qua đây thắp hương đông quá luôn. Ở bên Bảy Sào này thì có hai ngôi chùa Bà nha quý vị, một ngôi chùa Bà của Triều Châu và một ngôi chùa Bà của Quảng Châu. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống đi chùa Bà Quảng Châu. Đây, chúc mừng năm mới chợ Mỹ Xuyên. Quý vị thấy không, bà con đi chùa hái lộc đầu năm nè. Wow, quá đông rồi quý vị ơi. Giờ này là 1 giờ sáng nha quý vị, 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết. Bà con đi hái lộc đầu xuân, hái lộc đầu năm ở chùa Bà Bảy Sào. Mới vừa coi đốt pháo bông xong đó quý vị, cảnh cuộc sống chạy một vòng ở Sóc Trăng rồi chạy qua bên Bảy Sào này luôn đó. Mới vừa giao thừa xong đó quý vị, thì bà con đi chùa nè, đi nộm nộp luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong tham quan nha quý vị, để xem bà con thắp hương cho chùa Bà Bảy Sào, cầu cho gia đình bình an, vạn sự như ý, mua may bán đắt, rất là đông vui luôn quý vị ơi. Đây, chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão 2023. Bên này thì là Phong Điều Vũ Thuận. Bên này thì là Quốc Thái Dân An. Yeah.
Trời ơi, bạn người ta gần về có phải trẻ hiểu quý gì bảo vô mới vô miệng hiểu. Rồi, vậy là Cảnh Được Cuộc Sống đã cùng với quý vị đi qua bên Bảy Sào, Bảy Xuyên để xem bà con đi thắp hương ở chùa Bà hái lộc đầu năm. Thì bây giờ Cảnh Được Cuộc Sống xin ngừng video tại đây nha. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Nếu quý vị thấy hay, nhớ like và share giúp Cảnh Được Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Một lần nữa, Cảm Nhận Cuộc Sống kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Happy New Year. Bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ về Sóc Trăng đây. Bye bye.